chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và em Lợi chuyên mua bán ô tô cũ xin cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng với kênh YouTube mua bán ô tô của em. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, xin em xin giới thiệu với anh em là Lợi chuyên mua bán ô tô cũ tại đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán trao đổi xin mời qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Và hôm nay em xin giới thiệu toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới cập bến về, đó là dòng bán tải. Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Hôm nay em xin quay giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em đang cắt lỗ đây. Vâng, chiếc xe về chất lượng xe thì khá là đẹp. Xe Chevrolet Colorado sản xuất năm 2018 bản LTZ, số tự động, 2 cầu, máy dầu, sử dụng động cơ 2.5. Vâng, sử dụng động cơ máy mới so với phiên bản 2020 rồi. Mà chiếc xe này thì lịch sử là tên tư nhân một chủ từ đầu. Và một dàn lốp còn theo xe, lốp Soku chữ hạ. Cây số chuẩn của chiếc xe này là 5 vạn. Nếu mà sai em cho tặng xe luôn. Khẳng định với quý anh chị đây. Vâng, toàn bộ là lốp theo xe và lốp Soku chữ hạ đây. Vạch sơn đánh dấu 7 màu của lốp Soku còn nguyên. Và toàn bộ các cái lốp đều là theo xe, sản xuất 2018, đát 2018 hết đây ạ. Đấy, đát 2018 và lốp rất chi là dày. Chất xe đi đúng 5 vạn chuẩn nên là chất xe khá là đẹp. Vâng, đây toàn bộ chassis không có dấu hiệu bị han gì hoặc là bị cắt nối. Bên em đã kiểm tra. Và chiếc Chevrolet này thì bên em cũng rất chi là buồn, đang trên đường xả hàng và cắt lỗ. Toàn bộ chiếc xe đời 2018 đời cao khá là đẹp. Về chất lượng xe thì em tin tưởng là một chiếc xe lướt. Khẳng định với quý anh chị là đẹp. Toàn bộ là nguyên bản, máy zin, số zin, tên tư nhân. An ninh pháp lý thì sang tên cho bất kỳ anh chị em nào trong vòng một ngày. Tốc độ làm sang tên cho quý anh chị là rất chi là nhanh. Xe khẳng định cam kết không đâm va, đèn kính là nguyên zin. Toàn bộ đèn kính này em kiểm tra đều là kính của năm sản xuất và của hãng GM. Tất cả đều là của hãng GM và đều năm sản xuất của chiếc xe hết. Không có, và từ số VIN cái thứ đầy đủ hết trên xe đây. Wow, một chiếc xe Chevrolet. Và toàn bộ từ đèn pha, đèn gầm là nguyên zin. Hai bên là rất là đều màu và thêm dải đèn LED khá là đẹp và mặt cabo sơn zin toàn bộ hết toàn bộ luôn. Tất tần tật chiếc xe này về phần gầm không có dấu hiệu bị trầy xước và móp méo cong vênh. La răng phay bản LTZ thì hầu như là khá là nhiều đồ chơi chống trơn trượt, cờ ly côn trâu và cảm biến làn đường và màn hình camera lùi có hãng theo xe đầy đủ hết. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Vâng, và sau đây em hướng máy quay vào phần nội thất cho quý anh chị xem. Về nội thất thì là ghế da zin theo xe. Toàn bộ nội thất là ghế da zin theo xe. Không có dấu hiệu bị chảy rách hoặc là bọc lại. Toàn bộ là nguyên zin từ đầu. Và vô lăng, chất xe vô lăng 5 vạn. Toàn bộ hai bên núm quẩy chưa có dấu hiệu bị mòn hoặc chảy xước. Đây là các tích hợp vô lăng, cli control và cảnh cảm biến va chạm này, đầy đủ, đang còn hoạt động khá là tốt. Và toàn bộ củ số của chiếc xe đây, hộp số tự động, không có dấu hiệu bị mòn. Hai bên cái củ số này cực kỳ mới và cài cầu điện.
Đây toàn bộ là cài điện cầu điện. Đây là cảnh báo làn đường đầy đủ option. Và về cái màn hình thì chưa thèm bóc ni lông đây. Về cây số cam kết chuẩn với quý anh chị là 5.9 đây ạ. Khẳng định là cây cố số mà sai em cho tặng các bác xe luôn. Các bác chỉ cần mang ra hãng test mà phát hiện ra cây số sai hoặc bị can thiệp quay công thì em cho tặng bác xe luôn. Tại vì em đã kiểm tra rồi, khẳng định với quý anh chị. Một dàn lốp còn theo xe chạy 5.000. Máy số là nguyên zin. Và toàn bộ về 4 cánh cửa, kính trước, kính sau là nguyên bản không đâm va, biến dạng ô tô vừa kính vừa đèn. Tất cả các phần chỉ của cánh cửa là bên em đã kiểm tra. Từ đinh dập đinh bấm là nguyên bản hết từ đầu. Tay nắm tắp bi mở cửa lên xuống kính điện hoạt động rất chi là tốt. Và toàn bộ ốc bản lề là nguyên zin, ốc tai là nguyên bản từ đầu. Và đây là toàn bộ bàn đạp phanh ga khá là mới. Đèn lên chế độ đèn auto, chống trơn trượt đầy đủ hết toàn bộ. Đây là hàng ghế phía sau của chiếc xe thì khá là đẹp và dày dặn mới đấy. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Hai đèn trần, trần để nguyên bản từ đầu. Và phía sau của xe thì xe được trang bị thêm nắp thùng cao. Nắp thùng này khá là đắt tiền ở trên hãng đấy ạ. Hai bên thành lót thùng nguyên bản hết từ đầu, không có dấu hiệu bị chảy xước. Và đèn hậu là nguyên zin, không bị đâm va hoặc là biến dạng từ phía sau lên. Và sau đây em hướng máy quay về phần đầu của chiếc xe. Về phần máy thì máy với chất máy 5.000 thì em nghĩ là nó quá chỉ là nguyên bản. Toàn bộ sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Ốc đèn, ốc cabo chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Phần nhựa rất chi là sáng và đẹp. Đây, toàn bộ phanh ABS hai bên và phần cổ xả của chiếc xe nó quá mới. Với một chiếc xe chạy 5.000 thì máy số là nguyên zin. Máy động cơ 2.5 nổ khá là êm. Quý anh chị mà không tin cứ mang thợ hoặc mang bất kỳ gia hãng nào test, phát hiện ra sai so với em quảng cáo em cho tặng các bác xe và bồi thường các bác 20 triệu tiền mặt đi lại. Vâng, và rồi em quay giới thiệu đến toàn thể quý chị các bạn chiếc Chevrolet Colorado sản xuất năm 2018. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Luận qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.